Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là hẻm 1796. Đấy. Đây là ngoài hẻm đi vào đây. Đi thẳng vào trong kia xong rẽ ra cái là ra đường Võ Nguyên Giáp. Đoạn này gần với lại chỗ khu cột cờ, gần với cái cầu Cỏ May á. Và cuối của tức là đây gọi là đầu thành phố Vũng Tàu. Đấy, hẻm ô tô có chỗ quay đầu nhá. Thì đây tôi đang có một cái căn nhà đang bán. À quên, có một mảnh đất đang bán ở đây. Chỗ này người ta đang xây nhà đây. Chỗ này đất nông nghiệp này. Chỗ này còn bìa chung luôn. Đất nông nghiệp bìa chung ở đây họ bán 5-6 triệu mét vuông. Chứ nếu như có móng là khoảng cỡ 600 triệu. Đây mới chỉ làm nhà tạm thôi. À, cất cái mái tôn không à. Không bằng tôn hết. Thì đây cái lô đất ở đây. Chiều ngang của cái lô đất là ngang 10 mét. Sâu 2 năm bắt đầu nó lở ra. Đây. Bắt đầu từ đây là 10 mét. À bắt đầu từ đây ra kia 10 mét. Đã xây tường như này rồi. Để phân định ranh giới mốc đất. Sâu 2 năm, hiện tại chia ra làm 3 sổ. Thì đây ngang 10 nó đến kia. Sâu 25 này bắt đầu nó lở ra là 20. Đó. Thế là sâu 25 mét. Tổng diện tích cho cái lô đất này là 857 mét vuông. Trong đó hai cái bìa đầu đây là 5 x 25 thì là mỗi một bìa có 40 mét thổ cư. Và giá bán cho cái lô đất này là vô cùng hấp dẫn. 3 tỷ 333 triệu. Tứ quý 3 luôn quý vị nhé. Cho số nó đẹp. Chứ còn nói 3 tỷ 3 cũng còn thương lượng. Đây đặc biệt một cái là chúng ta có thể nhìn ra cái hồ, cái đùng đây. Rất là đẹp. Làm một cái nhà vườn ở chỗ này thì quá tuyệt vời luôn. Thấy đất nông nghiệp giấy tờ tay ở đây người ta cũng bán 4-5 triệu một mét vuông rồi. Trong khi đây đất thổ cư, có thổ cư là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bìa riêng, không có chung đụng gì với ai. Mà với mức giá như thế thì chia ra thì cũng có hơn 3 triệu rồi. Chưa đầy 4 triệu chỉ một mét vuông. Đó, nhìn ra cái hồ này, cái đùng này rất là đẹp. Đây thì hơi ồn một cái là nó có cái nhà nuôi yến ở đây nhưng mà cũng chả vấn đề gì. Đây có nhà nuôi yến này. Lấy về làm nấu. Anh không ăn được cái loại đấy. Thấy đấy, anh không ăn được loại. Đây có cái cây gọi là rau gì nhỉ? Ừ. Ai ăn được thì ngon. Mình không ăn được. Đấy, chỗ kia thì cái tường bao xung quanh. Đó. Đấy, bao xung quanh, bao xung quanh. Một lô đất là 857 mét vuông, 3 tỷ 3 thì tính ra chỉ có khoảng sấp xỉ 3 triệu 9, chưa đầy 3 triệu 9 một mét vuông. Trong khi nếu như đất giấy tờ tay đây họ cũng bán 4 triệu mét rồi. Ở đây giấy tờ tay bán 4 triệu không anh? Ừ. Đấy. Cái vừa đấy. Nên giá tùm lum đúng không? 4 triệu đúng không? Không có 4 triệu á? À? Thế là bao nhiêu? 800 luôn á? Sổ riêng là 800 triệu. Giờ không còn giá đấy nữa.
Sầu riêng bây giờ đất có sầu riêng ngoài kia, ông kia ngoài giờ ông còn đòi 700. Sầu riêng, đất sầu riêng không là khoảng 7 triệu. À, ô tô vô. À, ô tô vô được mà đòi 7 triệu mét vuông. 700 mà 700 mà không thèm bán. Đây hẻm hai ô tô tránh nhau thoải mái. Đây thoải mái này, hẻm dân tự lập mà. Vâng. Vô là có quỹ liền á. À. Chứ vô là quất 3 triệu. Đây. Hai ô tô tránh nhau quý vị nhá. Đây đi thẳng ra ngoài kia đường rất là đẹp. Đây là đường đi ra ngoài của cái hẻm 1796 đây quý vị. Hai ô tô tránh nhau luôn nhé. Đây, ô tô đỗ đây. Thì đi vào cái hẻm 1796 này chỉ một quẹo thôi. Đến đây thì gần đến cuối hẻm. Đến cuối đây thì không đi được nữa này. Cuối đây không đi được nữa thì rẽ tay trái là mình đi vào cái lô đất đấy. Đó. Còn đây, chạy thẳng ra đây là ra đường Võ Nguyên Giáp đây. Đó. Đây chạy thẳng ra Võ Nguyên Giáp luôn. Bên trong thì hai ô tô sedan tránh nhau thoải mái. Đây, đến đây là đường Võ Nguyên Giáp. Đây, đường Võ Nguyên Giáp. Đây, hẻm 1796. Đi thẳng vào quý vị nhé, thẳng vào gần cuối. Cuối cùng không đi được nữa thì là rẽ tay trái là đến cái lô đất của tôi đang bán. Ở đây, Võ Nguyên Giáp đây. Đi một đoạn trên kia ấy là đến cái chỗ hàng cột cờ ngay dưới chân cầu đi xuống ấy, ngay dưới chân cầu Cỏ May đi xuống đấy là có cái hàng cột cờ thì là đến cái hẻm 1796 đây. Đã. Vậy quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất, tôi xin tóm lược lại là 857m², có 80m thổ cư, chiều ngang là 10m, nở hậu 20m, bìa riêng hiện làm chia làm 3 bìa với giá là 3 tỷ 333 triệu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.